Sức khỏe và sắc đẹp là hai thứ mà người phụ nữ nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, trong cuộc sống hối hả và bận rộn như hiện nay, người phụ nữ không có nhiều thời gian để chăm lo cho bản thân. Nhân dịp ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam sắp đến, Bách Hóa Xanh xin gửi đến các bạn 7 thói quen mà nếu các bạn thực hiện theo, bạn sẽ có một sức khỏe tuyệt vời, tuổi thọ sẽ nằm trong tầm tay, xinh đẹp, luôn tự tin và tinh tế. Cùng xem tiếp video để biết 7 thói quen ấy là gì nhé. 1. Không được bỏ bữa ăn sáng. Xưa nay, tầm quan trọng của bữa ăn sáng đối với sức khỏe đã được các chuyên gia xem là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, do nhịp điệu và tốc độ nhanh chóng của cuộc sống đô thị hiện đại khiến cho chị em phụ nữ không còn đủ thời gian để chuẩn bị bữa ăn sáng thật tốt cho mình hoặc chỉ ăn sáng một cách qua loa. Theo các chuyên gia sức khỏe, không ăn sáng có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, thường gặp nhất là chóng mặt, ù tai, thiếu năng lượng và lú lẫn do hạ đường huyết. Không ăn sáng trong thời gian dài rất dễ gây lão hóa sớm và dẫn đến các bệnh khác như sỏi mật, viêm dạ dày, đường ruột. Nhìn chung, lượng chất dinh dưỡng trong bữa ăn sáng còn chiếm hơn 1/3 tổng dinh dưỡng trong cả ngày. Do đó, bữa ăn sáng thịnh soạn và bổ dưỡng có ý nghĩa quan trọng đối với mọi người phụ nữ. 2. Chế độ ăn uống cân bằng. Hãy thường xuyên thay đổi thức ăn, đảm bảo nguồn thực phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc. Thay đổi thức ăn trong mỗi bữa ăn, ví dụ đều là thịt, nhưng bạn nên chọn thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thịt vịt để thay đổi trong tuần. Không nên ăn mãi một món sẽ dẫn đến sự mất cân bằng dinh dưỡng. Hãy thay đổi thực phẩm có nhiều chất xơ và giàu nước hơn, sữa, sữa chua và phô mai cũng có thể được ăn kèm đúng cách. Cố gắng thay đổi thức ăn hàng tuần, đều đặn và lựa chọn thực phẩm tối ưu nhất với tình trạng sức khỏe của bản thân. Cuối cùng, hãy nghỉ ngơi nửa giờ sau mỗi bữa tối trước khi bạn có thể làm bất cứ điều gì. Nhiều người thích đi dạo và tập thể dục ngay sau bữa ăn, nhưng thực tế, trong vòng nửa giờ sau bữa ăn, bạn rất cần nghỉ ngơi để ưu tiên cho việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. 3. Uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày. Để giữ cho làn da của bạn trắng sáng và mịn màng, điều đầu tiên là hãy uống thật nhiều nước. Đặc biệt là sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, uống một ly nước đầy không chỉ có thể làm mới làn da mà còn làm mềm ẩm đường ruột và thúc đẩy bài tiết thuận lợi hiệu quả. Ngoài ra, uống nhiều nước trong ngày còn là nhiệm vụ để bổ sung lượng nước bị mất đi trong quá trình cơ thể trao đổi chất, đảm bảo cho sự hoạt động bình thường của các cơ quan khác, giảm tỷ lệ mắc các bệnh như sỏi thận, sỏi mật. 4. Tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. Mỗi ngày nên dành ít nhất khoảng 30 phút để tập thể dục. Bạn có thể đi bộ, tập nhẹ nhàng hay chơi các môn thể thao khác nhau, miễn là phù hợp với thể trạng của bản thân để giúp đảm bảo sức khỏe, tiêu hao lượng mỡ dư thừa bên trong cơ thể. Với những người thừa cân thì cần có một chế độ dinh dưỡng và ăn kiêng phù hợp. Bạn không nên bắt ép cơ thể giảm cân một cách cấp tốc, vì như thế không những khiến cơ thể không thích nghi được, gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cho cân nặng tăng lên nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng nên quá đặt nặng vấn đề tăng cân hay giảm cân. Hãy luôn cảm thấy tự tin vì chính vóc dáng của mình các chị em nhé. Và hơn hết, hãy đảm bảo rằng bạn luôn ngủ đủ giấc để luôn cảm thấy tràn trề năng lượng và xinh đẹp hơn vào hôm sau nha. 5. Khám sức khỏe định kỳ. Người phụ nữ luôn phải đối mặt với các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn do lối sống hiện đại, thức khuya, làm việc quá sức, thói quen ăn uống không lành mạnh, ít thời gian chăm sóc sức khỏe cho bản thân khiến cho nhiều người phụ nữ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ, xương khớp, ung thư hay thậm chí là bệnh trầm cảm. Theo lời khuyên của các chuyên gia thì việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ nên được thực hiện ít nhất 1 năm một lần. Vì thế đừng quên nhé, chúng ta cần phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không nào? Với 5 thói quen đơn giản như trên, chắc chắn người chị em phụ nữ nào cũng có thể áp dụng vào ngay lối sống của mình. Nếu bạn làm đúng theo những điều trên, chắc chắn bạn sẽ luôn có một sức khỏe căng tràn, tinh thần thoải mái cũng như ngày càng trẻ đẹp hơn. Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp đến, Bách Hóa Xanh xin chúc tất cả các chị em phụ nữ luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và luôn thành công trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. Cả nhà yêu ơi, nếu yêu thích video của Bách Hóa Xanh thì hãy like, share, subscribe kênh và nhấp vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhé.